Nhằm cùng cả nước chung tay cứu trợ đồng bào miền Trung, sáng hôm nay ngày 23 tháng 10, đại diện Bệnh viện An Sinh và công ty Phân Khuất Sài Gòn 3 đã đến tòa soạn báo Tuổi Trẻ trao những phần hỗ trợ cho đồng bào các tỉnh miền Trung. Cụ thể, Bệnh viện An Sinh đã vận động ủng hộ bà con vùng lũ số tiền 300 triệu đồng và công ty Phân Khuất Sài Gòn 3 ủng hộ hơn 64 triệu đồng cho bà con. Số tiền này được hai đơn vị trên vận động các cán bộ, công nhân viên của đơn vị đóng góp. Sau khi mà nghe thông tin về bão lũ xảy ra từ Huế rồi ra đến Quảng Trị, Quảng Nam, Quảng Bình, Quảng Tĩnh thì cùng với mặt trận tư đoàn các bạn chị em các lực lượng viên bệnh viện mọi người đóng góp ít nhất một ngày lương. Thì qua cái lần phát động vừa rồi thì bệnh viện thì chỉ trong một ngày duy nhất thôi là bên đã toàn bộ là công nhân viên đã tham gia quyên góp rồi. Ngoài ra thì cũng có một cái em liên hệ với bên mình á, thì cũng có được giới thiệu là cái trung tâm về thanh thiếu niên của thành phố á. Thanh niên thành phố Hồ Chí Minh là cũng có giao những cái phần liên quan tới về vật chất như là quần áo rồi đồ dùng với lại thực phẩm. Chưa khi nào người dân miền Trung cần sự chung sức của người dân cả nước như bây giờ. Những tấm lòng dù nhỏ nhất cũng là động lực giúp cho đồng bào miền Trung vượt qua khó khăn hiện tại và ổn định cuộc sống.